tiếp tục hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện nhằm chung tay góp phần đáp ứng nhu cầu máu cho công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân trong tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Sáng nay, Công an tỉnh phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ và Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề Giọt hồng Công an Ninh Bình đợt 3 năm 2021. Đây là việc làm thể hiện nghĩa cử cao đẹp, nhân ái, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm của cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an Ninh Bình đối với cộng đồng. Cán bộ chiến sĩ tham gia hiến máu được khám sàng lọc, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Quá trình hiến máu, ban tổ chức cũng như cán bộ chiến sĩ đều đảm bảo tốt các yêu cầu của công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong đợt này, đã có gần 600 cán bộ chiến sĩ các đơn vị nghiệp vụ và Công an thành phố Ninh Bình, Công an huyện Hoa Lư đã tham gia hiến máu. Ban tổ chức thu được gần 400 đơn vị máu.